Một người phụ nữ đêm tối tan làm về nhà. Khi đi thang máy, một bàn tay đột nhiên chặn của thang máy lại. Một người lạ mặc kín mít đội mũ bảo hiểm đi vào. Nửa đêm ăn mặc như vậy khiến người ta lạnh cả sống lưng. Lên đến nơi, người phụ nữ mới biết kẻ kỳ lạ kia sống ở nhà bên cạnh. Về nhà liền gọi điện cho bạn trai than vãn. Ở trong thang máy gặp phải biến thái sống ở nhà bên. Đột nhiên thấy trên bàn thừa dao một cái khăn tắm. Nhà của mình hình như có người đột nhập vào. Suy nghĩ đầu tiên của cô ta, biến thái nhà bên đột nhập vào nhà cô ta. Cô ấy tức giận chạy sang đập cửa, gặp người ta không mở cửa. Liền hét lớn nói tôi biết hết rồi, camera đều đã quay lại rồi, cứ đợi cảnh sát tới bắt đi. Vừa về nhà không lâu, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Cô ta mở cửa lại chẳng thấy ai, chỉ là ở lối đi cầu thang va phải một cô bé bị thương một mắt. Đến khi cô ta quay vào trong nhà xem camera, điều đáng sợ xảy ra chính vào lúc cô ấy đi ra ngoài. Một người lạ đi vào phòng nhưng lại không có cảnh rời đi. Cô ta từ từ quay người lại, người đội mũ bảo hiểm đứng ở đằng sau rút ra một cây gậy dính máu đánh chết người phụ nữ. Bên này là ngôi nhà của một gia đình khá giả. Qua bữa tối, Sung Sô nhận được cuộc gọi. Một người tự xưng là quản lý khu nhà nói anh trai Sung Sô mất tích rồi, mong Sung Sô có thể tới một chuyến mang đồ đi. Sung Sô đã rất lâu không qua lại chỗ anh trai. Từ sau khi cha mẹ mất, bọn họ gần như chẳng liên lạc gì với nhau, mà cuộc gọi tối nay lại khiến ông ấy nhớ về anh trai. Ngày hôm sau khi suy nghĩ đủ điều, vẫn là đến chỗ anh trai. Không may, đây chính là khu nhà mà người phụ nữ bị đánh chết kia ở. Dưới sự giúp đỡ của quản lý, Sung Sô vào phòng. Bên trong vô cùng hoang tàn, đúng kiểu căn nhà của một người đàn ông độc thân. Nhưng kỳ lạ là ở đây có rất nhiều đồ dùng của phụ nữ. Hơn nữa Sung Sô phát hiện ở cửa của mỗi căn phòng đều có những ký hiệu khác nhau. Rất nhanh liền phát hiện quy luật, hình vuông chỉ nam, hình tròn chỉ nữ, mà tam giác chỉ trẻ con. Phòng của anh trai cũng là như thế, nhưng không giống với những căn phòng khác, phía dưới có một dấu ngoặc. Đây nghĩa là gì? Lúc này vợ và con Sung Sô đang ở dưới nhà đợi, gặp phải sự quấy rối của một tên vô gia cư. Cũng may có một bác gái đi qua đuổi tên kia đi, mà bác gái này cũng chính là mẹ của bé gái bị thương một mắt kia. Bác gái nhiệt tình mời gia đình Sung Sô vào nhà, tuy mới rằng lần đầu nhưng nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng khi biết anh trai Sung Sô là chủ căn phòng 317, bác gái lập tức thay đổi, gào thét tố cáo anh trai Sung Sô là biến thái, bảo anh trai Sung Sô đừng nhìn trộm trẻ con nhà này nữa. Sau đó đuổi gia đình Sung Sô ra ngoài. Trên tường nhà bác gái, chỗ này cũng có một dấu ngoặc. Sung Sô muốn biết anh trai rốt cuộc đã làm gì, giờ đang ở đâu. Sung Sô bảo vợ đưa con về nhà, một mình ở lại điều tra sự việc. Từ nhà vệ sinh đi ra, Sung Sô vừa sờ soạng liền thấy điện thoại mất rồi. Vừa nãy rõ ràng còn gọi điện. Sung Sô ra ban công tìm, thế mà lại tìm thấy một cái cửa sau. Từ cửa sau đi vào căn nhà bên cạnh. Từ camera của máy tính và vết máu, không khó để đoán, đây chính là căn nhà của cô gái bị đánh chết kia. Sung Sô đi sâu vào trong, thấy ở trên sofa có một bộ nội y màu đỏ, giống hệt với thứ trong ngăn tủ nhà anh trai. Sung Sô đoán những thứ đó đều là tên anh trai biến thái kia trộm về. Vì để làm rõ vì sao anh trai mất tích, Sung Sô mang theo sổ tiết kiệm đến ngân hàng kiểm tra lịch sử giao dịch. Thấy có một khoản giao dịch gần đây, chính là siêu thị ở trước cửa khu nhà mình. Sung Sô sợ có chuyện xảy ra liền gọi điện cho vợ, bảo vợ với con cứ ở yên trong nhà đừng ra ngoài. Lúc này, con gái cũng gọi điện, nói có người đưa sữa đến muốn hai đứa trẻ mở cửa. Nhớ đến việc chồng vừa gọi đến dặn dò, người vợ sốt ruột, bảo lũ trẻ đóng chặt cửa đừng ra ngoài. Đứa con trai can đảm nhìn qua mắt mèo trên cửa, đột nhiên một cái tay thò vào. Cũng may đứa trẻ chạy thoát. Cùng lúc đó, người vợ chạy hết sức về nhà. Vừa mới mở cửa, tên đội mũ bảo hiểm kia liền xông vào tấn công họ. Thời khắc nguy hiểm may là hàng xóm nghe thấy tiếng động đi ra xem xét, ba mẹ con mới thoát chết. Không lâu sau đó bên quản lý chạy đến, bởi vì tên kia đội mũ nên họ không thể xác nhận danh tính, nhưng thông qua camera giám sát có thể nhìn thấy hắn ta là nhắm vào nhà này. Từ đó suy luận có khả năng là anh trai của Sung Sô. Cảnh sát cho biết anh trai kia từng vì tội hiếp dâm mà ngồi tù, 2 năm trước mới ra tù, có khả năng tiếp tục gây án. Nghe đến đây, suy nghĩ của Sung Sô lội ngược về mười mấy năm trước. Sung Sô thực ra là được nhận nuôi, nhưng cũng chính vì là con nuôi nên Sung Sô luôn rất bất an. Vì để chiếm lấy tình yêu thương của bố mẹ, Sung Sô liền nói dối đổ tội cho anh trai cưỡng hiếp bạn gái. Một lời nói dối khiến anh trai vào tù mười mấy năm. Khi đó Sung Sô vừa chột dạ vừa sợ hãi. Từ ngày hôm đó, hình ảnh anh trai luôn lặp lại trong đầu Sung Sô. Vì để thoát khỏi những ám ảnh trong lòng sau khi bố mẹ mất không lâu, liền chuyến nhà đến nơi ở bây giờ, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh trai. Anh ta về nhà phát hiện trên tường cũng bị đánh dấu. Sung Sô tin rằng đó là anh trai quay lại. Quá mức khẩn trương khiến anh ta xuất hiện ảo giác. Ban đêm thế mà nhìn thấy anh trai ôm vợ ngủ trên giường. Sung Sô điên cuồng đánh vào không khí, dọa cả vợ và con sợ hãi. Vì để kết thúc tất cả mọi thứ, sáng sớm hôm sau Sung Sô chạy đến khu nhà mà anh trai ở, đợi ở dưới nhà. Người đội mũ đen rất nhanh xuất hiện, hai người bắt đuổi cuộc truy đuổi, kết quả vẫn là mất dấu. Trong lúc thất vọng nhìn thấy một bóng dáng dừng lại trước mặt mình, không nói một lời liền xông lên đánh. Đánh nhau một hồi mới biết là hiểu lầm, người đàn ông này cũng là đến tìm người, mà người anh ta muốn tìm chính là cô gái bị đập đầu phim. Hai người là tình nhân, người đàn ông cho rằng cô gái mất tích có liên quan đến Sung Sô. Đang nói lại thấy người đội mũ kia xuất hiện ở ban công, hai người chạy ra ban công đi sang phòng bên. Người đàn ông giờ mới phát hiện đây là nhà bạn gái mình. Sung Sô mở tủ quần áo phát hiện một cái xác. Sung Sô sợ hãi hét lên,
người đội mũ bảo hiểm liền xuất hiện phía sau đâm người đàn ông. Máu tươi thức tỉnh xung xô. Hai bên đánh nhau xung xô tìm cơ hội, chạy đến nhà của bác gái hôm trước. Nhưng bác gái không có nhà, chỉ có cô con gái. Xung xô muốn tìm điện thoại gọi cảnh sát. Cô bé bị lôi kéo đi đến phòng ngủ. Trong này bày rất nhiều búp bê. Trên giá toàn là điện thoại và ví tiền. Cô bé chọn một cái đưa xung xô. Thế mà lại là cái điện thoại bị mất lúc trước của xung xô. Xung xô hỏi cô bé điện thoại từ đâu ra. Cô bé trả lời là mẹ tìm được. Xung xô hiểu ra, thì ra người đội mũ bảo hiểm là bác gái kia. Xung xô mở cái tủ bên cạnh ra, kinh hoàng phát hiện bên trong là xác của anh trai. Xung xô cũng hiểu được tại sao bác gái kia lại nói anh trai xung xô vẫn luôn nhìn trộm bé gái. Nhưng còn chưa đợi đến lúc xung xô nghĩ xong, liền bị đánh ngất đi, ngã trên mặt đất. Mẹ con hai người ngựa quen đường cũ, lấy hết những đồ giá trị trên người xung xô. Giờ đây chân tướng sự việc cũng dần sáng tỏ. Bác gái và con gái là những kẻ lang thang ở đáy xã hội. Căn phòng đang ở là do giết chủ cũ mà có được. Giết người đoạt tài là cách sống của hai người. Mà anh trai của xung xô không may trở thành mục tiêu. Không may là khi ra tay sát hại cô gái kia, bởi vì hoài nghi có người đột nhập vào nhà mình nên điên cuồng đập cửa, nói camera của mình đã ghi lại tất cả, cảnh sát sẽ đến bắt người. Bác gái sợ sự việc bị phát hiện mới giết người diệt khẩu. Mà lần này mục tiêu của bà ta là nhà của xung xô. Nơi ở cao cấp như vậy chính là điều mà họ muốn. Bà ta đến nhà mới. Lúc này bà ta không hề ý thức việc bản thân mới là kẻ xâm nhập. Dường như bà ta mới là chủ của nơi này. Thậm chí lúc nói chuyện với bên quản lý cũng vô cùng tự nhiên, không hề có chút chột dạ. Vốn là bởi vì gần đây gia đình xảy ra nhiều chuyện nên bất an, muốn đưa hai đứa con đi Mỹ. Không may con gái bị sốt, cô ấy đành phải quay về nhà lấy thuốc. Lúc này xung xô cũng tỉnh lại, lập tức gọi điện cho vợ, nói cho vợ tất cả mọi chuyện, bảo cô ấy đi báo cảnh sát, sau đó đưa hai đứa con đi chỗ khác tránh trước. Nhưng cuộc gọi này đến quá muộn, người vợ còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã xuất hiện sau lưng cô ấy, đánh ngất cô ấy, sau đó xuống hầm để xe muốn hại bọn trẻ. Lúc nguy hiểm may mà xung xô kịp chạy đến, nhưng đối mặt với hai đứa trẻ và một tên đàn ông bị thương, bà ta vẫn chiếm ưu thế hơn. Hai bên đánh nhau, xung xô rất nhanh xuống sức. Bà ta vừa đánh vừa hét lên đây là nhà của bà ta. Xung xô cầu xin chỉ cần tha cho bọn họ, anh ta sẽ cho bà ta căn hộ này. Nhưng bà ta biết nếu đám người này không chết, bản thân không thể nào trở thành chủ nhân chân chính của căn nhà này. Chính trong lúc ông ta thiếu chút nữa bị bóp chết, ném bật lửa về phái mấy chai dầu, lửa lớn nhanh chóng lan khắp phòng bếp. Nhìn thấy căn phòng bị đốt cháy, bà ta không để ý đến giết đám người kia nữa, lập tức đi cứu hỏa, sau đó chết trong biển lửa. Mọi việc đi đến hồi kết, cả nhà xung xô chuyển đến nước Mỹ sinh sống. Căn phòng cũng bị để giá thấp cho thuê. Khi khách thuê còn đang vui vẻ chiếm được món hời lớn, không biết được con gái của bà ta vẫn luôn trốn ở trong tủ quần áo của căn phòng. Không biết bi kịch liệu có tiếp diễn không? Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!